vẫn những câu hỏi trời nhỏ. Trai mà trai em kiểu phi giới tính. Đẹp phi giới tính. Cái bài đó khó nha. Bài đó cực kỳ. Bài đó có bản của bà Lena. Khác. Sao? Tiếng Anh như cướp cũng chơi tiếng Anh luôn nè, chơi không? Chơi. Chồng. Đây là món steak của mình ha. Tính ra bài này cũng được á, phải luyện bài này cũng được. Đánh dấu sao bà? Đánh dấu sao? Nghe thì anh nghe nhiều nhưng mà kiểu chơi thử thì chưa. Tính tới có gì khác hơn như là nỗi đau lần đầu. Nghe là bài hát nghe từ nhiều năm về trước. Vẫn những câu hỏi nhỏ sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố đông người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Em dạo này có đi xa cuối tuần. Em dạo này có gặp Phi và Xuân. Hàng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân. Và tình yêu, và tình yêu mới. Dạo này người ta có khiến em cười. Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới. Xin nhớ thay, nuông chiều làm ta lười hơn. Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa. Em có đi Trà Đa, Hồ Gươm. Dạo này em có đi Trà Đa, Hồ Gươm. Hôm nay cũng giống như hôm qua là mình làm món bún thịt xào, làm ở nhà ăn cho buổi sáng luôn. Như leo nè. Xong cái buổi chiều á là mình sẽ làm khoai tây nghiền từ cái số khoai tây hôm qua còn sót lại á. Còn hồi nãy là mới pha cà phê mocha luôn. Đó, ở một nơi mà có mọi thứ mình thích á, nó tiện ghê luôn các bạn. Nè, còn lại rất là nhiều cái đồ để pha cà phê ha. Từ lúc còn hạt để xay luôn nè. Ở bên kia có để pha cold brew. Chiếc, có cả phễu để pha mấy cái kiểu pour over luôn. Giờ tới khoai nghiền ăn nhẹ buổi chiều ha. Cảnh mà Đà Lạt mà sau cơn mưa phê luôn. Nè, nhìn những con đường nè, bóng lưỡng lên. Chụp mà kiểu street photography là chỉ cần mong mấy con đường như thế này. Tiếc là mình đang gắn con len 17-28 nên không để zoom cận hơn cho các bạn coi. Nhưng mà nhìn từ gỗ mắt mình đó, thì thấy những cái cảnh này nó siêu đã luôn. Mấy bạn biết sao không? Mình nhận ra là... Ủa? Đường nào ta?
À lộn đường rồi, thôi kệ, tiện thể quay vlog xíu rồi quay lại ha. Nó đi một cái đội rất là đẹp á. Mình nhận ra là cái chiếc VG1 này á, góc lái với cảm giác lái cũng thích lắm á, cũng vui lắm. Nhưng mà động cơ nó không có đủ ngon, với lại cái handling rồi mấy cái đồng học nó không có tốt á. Mình chạy trong phố thì ok, chạy mấy đường dốc đèo gì cũng ok luôn, nó cũng không ổn lắm. Hôm qua mình thử chạy lên cái dốc cao thì là cao, mà chiếc Vario hay AB hơi chật vật chút xíu nhưng mà vẫn lên được nha. Mà chết này, chiếc này lên thì nó cứ ì ì làm sao á. Với lại là xe chạy 40-50 á thì nó còn êm. Chạy ở đầu 60 lên á là nó gồng lên, nó kêu, nó là ghê luôn. Cho nên là chạy cho vui thôi, hoặc là mua vì rẻ thôi, chạy phối làm thôi, chứ không đáng được nhắc ha. Còn khi mà để mà kiểu mà muốn nghiêm túc để trải nghiệm theo đúng ý mình á thì chắc là thà mua XR lợi hơn các bạn. Tất nhiên là tiền nó khác nhau không sao được, nhưng mà đang nói là cái lựa chọn để mà mua của mình á, nó sẽ hợp với cái mình hơn, là chiếc XR nó hợp với mình hơn. Nhưng mà chắc là cũng vẫn sẽ mua chiếc này là một chiếc để đi làm, đi chợ, đi phố. Tại cảm giác lái với lại màu sắc kiểu dáng nó đẹp lắm các bạn. Hơi bị ưng cái kiểu dáng đó luôn á. Thế ha. Giờ là mình sẽ đi mua đồ ăn sáng và nấu. Hôm qua là nấu món steak rồi, hôm nay sẽ làm món Việt chút xíu. Mà hôm qua mình làm bò bít tết, như bò bít tết kiểu sốt á, nó giống như kiểu bánh mì chảo hơn, kiểu bò né hơn á. Mà khác biệt cái là mình xài bò là bò Việt Nam, cho nên là nó rẻ hơn nửa giá so với xài bò Úc và Mỹ luôn. Mà ăn mọi người khen quá trời, mà rẻ lắm luôn á. Hôm qua mua nhiều quá trời, làm được phần tới 5 người ăn luôn. Còn bây giờ á là làm mấy món đơn giản thôi, nên chạy lại phía chỗ có chợ đi mua thịt, mua rau chút xíu nè. Mình có làm clip đó để nói về cái con ba lô này nè, nhưng mà chưa có edit thôi. Các bạn nhìn ha, ngoài trời mưa to như vậy luôn, mưa rất là lớn luôn. Hồi nãy mình đi á là toàn bộ laptop, kể cả máy ảnh này luôn là mình cũng đựng trong ba lô này, và nó chống nước gần như là hoàn hảo luôn các bạn. Cái này phủ xuống nè, đó, mưa xối xả luôn, nhưng mà tất cả những đồ đạc bên trong đều an toàn, không hề bị dính nước. Ba lô của Mark Ryden nha, được cái đẹp thôi chứ phải là ba lô chuyên dụng của máy ảnh, mà được cái an toàn ha. Tính là xài tạm thôi, đổi sang ba lô khác, mà bây giờ kiểu nó ngầu quá, máy bảo vệ hết mấy cái mình cần rồi nên chưa có nhu cầu đổi thêm. Đang thử nghiệm chuyển sang mic không dây ha, tại trời mưa quá thì chắc phải nó sẽ mic không dây thôi. Cảnh bên ngoài hồi nãy là thấy còn rõ ngoài đúng không, nên bây giờ mình nhìn nè. Đó, phủ kính hết ngoài kia, phải làm không phải là nhìn cái phía này cho nó dễ nè. Đó, phía bên đây nè chính là xương phủ nè, phủ mù hết phía cánh rừng bên đó rồi. Mình còn đang tính đi để tham quan chỗ đó như thế nào mà bây giờ mù sạch luôn rồi. Ảo chưa, thời tiết Đà Lạt đó. Lấy rộng ra chút xíu đi ha. Giờ bước ra ngoài nè, vlog vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Mình không biết là hôm qua mình đăng cái clip gọi là phim ngắn Đà Lạt á, nó kéo dài 35 phút á, không biết là các bạn có coi hết không, mà coi là cảm thấy sao, thấy ổn không, mình cũng tò mò lắm á. Đó là lần đầu mà mình làm kiểu một cái vlog dài dài một tí. Hồi lâu thì mình cũng thấy mấy bạn của mình kêu là làm clip ngắn quá coi không đã, phải coi 30 phút mới đã. Thì mình làm clip hẳn 35 phút luôn. Thật ra nếu mà để full short luôn á, nó lên tới 1 tiếng lận, mà mình cắt bớt đi á cho nó ngắn lại. Dài quá, sợ mai coi thiệt. Mà hôm qua mình mắc một cái sai lầm á, là khi mình đăng lên cái việc uploading của một cái file 35 phút á, nó nhanh lắm.
Nhưng mà cái thời gian để reset á, từ phía YouTube nó reset á, rất là lâu. Nó mất cỡ 45 phút hay 1 tiếng gì đó để reset video đó. Thành ra mình đăng lên cái một thời gian dài, đúng cái hẹn giờ của mình, mà hẹn giờ có 15 phút à. Thành ra là khi mà clip nó đúng giờ nó đăng lên á, để lại chưa có reset xong, nó vẫn đang chạy. Dở ghê. Cho nên rút kinh nghiệm là các bạn đăng cái clip nào mà dài dài á, thì nhớ nên đăng lên lịch trước một ngày đi cho an toàn ha. Nhất là các bạn làm quay 4K nữa, nó chắc mất cả mấy tiếng đồng hồ để mà render xong, để reset xong từ phía YouTube á. Rút kinh nghiệm của mình ha. À, cái này nhìn hay quá ha. À, cái công tắc chỗ điện này nó kết hợp với hai con mắt này, nhìn như hai mắt cái miệng này, nhìn từ xa như cái khuôn mặt mini vậy á, nhìn hài phết. Xương phủ kính hết rồi. Xài biết không dây tiền quá ha. Nhiều khi mình cũng không cần phải để tâm quá cái việc mà mình để máy ở đâu. À, phải canh cái mặt mình trước cái mic á. Giờ thì đứng đâu cũng nói được. Mic không dây gắn đây, tiện lợi. Dù bản thân vẫn chưa thích cái âm thanh từ mic của không dây lắm, còn bây giờ mình xài cái tầm mic này á, đang ráng khiến bản thân mình thích hơn cái chất lượng âm thanh từ nó ra. Thời tiết dễ chịu quá. Sau cơn mưa của Đà Lạt là chắc là thời tiết dễ chịu nhất. Miễn là mình không đi vô rừng thôi. À, hướng dẫn các bạn lên lầu để coi một số view ở đây có nhiều cái hay ho lắm. Cái lợi ích của kênh mình á, từ đầu mình đã không có muốn đặt tên kênh của mình chỉ xoay quanh một nội dung. Cho nên là nó sẽ luôn có những nội dung mới là lạ để mình thử nghiệm ha. Chứ mà thử nghiệm trực tiếp với khách hàng cũng hơi ghê. Cho nên những cái video các bạn thấy đôi khi có những cái là mình test thiệt. Test kiểu cách quay đó, nội dung quay đó, thể loại quay đó, nội dung quay mới. Chứ ai lại test cho sành đúng không? Mà ví dụ mình test mà có fail á, thì các bạn cũng sẽ có clip để coi luôn. Nhớ là đừng có lấy mấy cái clip mình fail á, xong rồi dựa đó là ý kiến chê nội dung của mình. À, không hiểu ha. Mấy bạn mà làm kiểu nội dung sáng tạo nó dễ và nhiều lắm. Nhưng mà ngoài kia á, sẽ luôn có một cái biệt đội để đi soi xét, bắt lỗi. Mình nghĩ một phần chính vì những người mà thích kiểu soi xét như vậy á, sẽ khiến cho những người làm nội dung sẽ kiểu một á là nản, lười làm nội dung hơn, hoặc hai á là cố gắng làm những nội dung kỳ công hơn. Nhưng mà đối với mình á, kênh của mình là các bạn biết xưa giờ rồi, nó cứ nhảm nhí bù chì vậy thôi á, chứ kiểu mà làm kỳ công nữa thì nó tốn nhiều công sức lắm, và mình còn phải chạy theo cơm áo gạo tiền nữa các bạn. Nếu mà làm kiểu kỳ công quá thì không có thời gian thiệt. Là làm kỳ công chỉnh chui chăng nữa nó cứ không thoải mái sao các bạn. Chỉ cần mà mình gắn gimbal vô quay xong mà đi cua máy cẩn thận nín thở kiểu á, là bắt đầu nó rất là giống như mình đang làm việc vậy á. Mà cứ cảm giác mà mình quay nội dung chơi chia sẻ vui mà nó lại mang cảm giác giống làm việc thì nó hết vui rồi. Mà cái gì hết vui rồi thì nó với mình nó không thoải mái, không đã. Cho nên là mình cũng mong là các bạn sẽ thích những cái kiểu nội dung thiếu chỉnh chu của mình hơn. Mà không biết là phần 2 của video này nó sẽ dài cỡ nào hả? À mà sợ thiệt nha. Quay những cái mic không dây như thế này á, rất là sợ. Mình không chắc rằng mình đã bấm nút quay chưa. Chắc sắp tới mua Epic 30, Epic 3 gì đó đi cho nó có cái đèn sáng lên biết là đã quay rồi á. Mic không dây
với âm thanh tập ở môi trường ngoài. Biết nó kinh nó cân được không? Mình đã nhắn tin với Phú nè. Phú kêu Phú muốn đào tẩu từ Sony qua Canon. Đang dự định chơi Canon R8 hoặc R62 với 50mm hoặc là 24 STM á. 24 STM của Canon RF mắc ghê á. Còn hoặc là Phú tính cân nhắc lựa chọn RB với đại 50 1.2. Có nghĩa là lựa chọn mà push hết tiền cho lên ngon, còn body giảm xuống thấp nhất của kênh dòng RF luôn. Nhưng mà cá nhân của mình nha, với một người mà xài Canon M50 rồi á, thì bản RB á, nó chính là Canon M50 nhưng là kích cỡ cảm biến lớn hơn. Thành ra mình thấy nó không có khác biệt đáng kể các bạn. ISO handling cũng không ngon lắm. Cho nên là nếu mà chọn á, thì cứ body ít nhất phải R7, R8 trở lên, R62 trở lên ha. Chứ giờ mà mua RB hơi bị phí. Nếu mà muốn cái ngon nhất của RF á, tại vì giờ dòng RF giảm giá đáng kể rồi, mà R8 lên quanh tầm 27-28 triệu là cái giá body đã ngon hơn giá những con của Sony, Nikon rồi. Không có ai biết ha, giờ không có dùng body thôi. Chứ còn lại thấy R8 ngon phết á. À quên, R8 còn bị cái vụ pin nữa. Ice. Nói một chút xíu về Canon nha. Canon là một cái hãng mà mình thấy từ góc độ không phải là kiểu ghét gì hãng Canon nha, mà Canon sẽ luôn luôn tìm được cách để nớp lại những cái tuyệt vời đỉnh cao, hoặc là làm giá tăng quá cao quá ảo sau một con máy không khác biệt gì đáng kể, hoặc là sẽ cho một cái khuyết điểm gì đó để không đụng những con trên. Và những cái khuyết điểm nó quá rõ rệt luôn vậy. Giống như Canon R8 là con máy mình thấy toàn diện và tiếp cận được ngon nha, nhưng mà bị cái pin yếu. Và nhiều con khác cũng bị cái tình trạng tương tự, cố tình nerf lại con máy đó bằng cách pin để có thể bán được những dòng cao hơn một tí. Thậm chí bây giờ ví dụ các bạn đặt R8 với R6 kế bên á, R8 nuốt chửng R6 luôn, mặc dù R6 mắc hơn nhưng mà thua chị, thua pin đó. Cách mà Canon hay tự bắn vào chân mình như vậy đó, rất là khó chịu. Mình cứ lựa chọn mà cứ phải chinh nhau chút xíu vậy đó. Các bạn cứ bị thêm miếng này nọ để được pin tốt hơn, thêm miếng này được cái này kia, các bạn quay đi quay lại, bạn thấy bạn bỏ 45 triệu, 50 triệu, 60 triệu cho cái body Canon. Mua body xong chưa phải là vấn đề, tay ống kính mới là vấn đề các bạn. Ngày xưa còn mấy cái dàn lens EF để cứu lại đúng không, bây giờ chơi lens RF, trời ơi mở con lens mắt ngang ngửa bằng hoặc là hơn một cái body mới nữa. Thành ra là đầu tư một cái bộ lens tương đương luôn thì Canon nó sẽ đắt hơn Sony cỡ một cái lens khác luôn á. Và vấn đề là full frame của Canon RF nha, chưa có mở cho bên thứ ba để bán, chỉ có mỗi dòng crop thì cho thôi. Nên là sự lens đắt quá các bạn, Canon cố tình push để bán lens hay gì á. Đó là cái mình rất là ghét của Canon. Tại mình nghèo nên mình ghét thôi, chứ thật sự có tiền thì cũng ham á. Khổ ghê. Mà nha, mình không hiểu sao những cái mấy người mà kiểu tiêu cực ghét kênh mình á, lấy lý do là nội dung của mình rất là ngông cuồng, khóa dạy đời. Hơi khó hiểu ha. Nghe nói kiểu như là ví dụ người ngoài mà chưa biết gì về kênh mình, xong rồi đọc vô những cái comment như vậy, xong nghĩ là kênh thằng này chắc phải dữ dằn lắm, suốt ngày đè người ta, dạy đời người ta. Trời ơi, ai rảnh đâu mà đi dạy đời mọi người. Mình không hợp để làm mấy cái kiểu giáo viên giảng dạy gì đâu. Có cái nào mà chia sẻ thực tế thì trải nghiệm thì nói thôi, chứ anh em mà gặp mấy anh em mà làm nghề bên ngoài á, nói chuyện mà kiểu thực tế chê con này con kia á, họ nói nặng lời, nhiều vừa nói vừa chửi thề luôn mà. Kênh mình là còn nhẹ rồi đó,
còn chịu khó ngồi sâu ra bằng chứng là nó ngon nó dở chỗ nào, chứ không phải cố tình mà. À, để tôi thôi rồi, chứ phải cố tình mà kiểu chèn ép cái gì hay là nói quá về cái gì hết. Nhưng mà không biết sao nó đụng trúng cái đồ họ thích hay là trúng cái tự ái của người xem á, khiến cho họ đâm ra ghét kênh mình dữ lắm. Nói kênh mình là kiểu chê kiến thức hay là gì đó. Thế thì đừng xem, đầu ép đâu. Thiệt luôn các bạn, tại vì đời này quá ngắn để mà mình cứ phải lên kịch bản chỉnh chu cho tất cả gì mình muốn nói á. Ai rảnh đâu đúng không? Mình muốn chia sẻ cái gì á, mình cứ bấm nút mình nói mình quay như thế này nè. Xong rồi mình xài thiết bị gì nó phải tệ lắm, mình mới phải bức xúc lắm, mình mới lên clip để chê để nói thôi. Chứ thật ra nha, đồ mình chịu thiệt là chịu mất tiền rồi. Xong kiểu lên clip cảnh báo anh em mà để những anh em sau không mắc lỗi cho em mình thôi. Có anh em nào mà kiểu như là cảm thấy clip mình nói sai, ừ thì chỉ cần không nghe đi thôi, chứ vô thể hiện làm gì. Đó, có những người sẽ luôn kiểu tiêu cực mà họ cần chỗ để chút á. Họ kiếm mình chê chửi, nặng lời ý kiểu. Mà để làm gì đâu. Hello. Hả? Thoải mái luôn. Mẹ nha, các bạn thích những cái nội dung mà nó kiểu nói thật hơn, hay là những cái nội dung mà kiểu nịnh thiết bị bảo cái này tốt nè, cái giấu hết mấy cái xấu cái tệ của nó, các bạn thấy hay không, các bạn ra bỏ tiền bạn mua về xong nhận ra là oh shit, lên này tệ như vậy, nó không nhắc tới, không đề cập tới, nó lừa mình rồi, thì lúc đó bạn khóc lóc dài với hãng hả, hàng với hàng mấy hàng đó đó. Ít ra kênh của mình sẽ còn kiểu nói thật một tí ha. Được một cái á, nội dung kênh mình không có phải qua kiểm duyệt hay là nội dung gì gây gớm hết. Tất cả là ở mình thôi. Sai thì nhận. Còn mà kiểu kêu mình phải khách quan rồi phải chê xong rồi khen á, thì kiếm video khác trên mạng đi, ai mà rảnh đâu đúng không. Mình đang cắn cục pin xin của Sony á, qua giờ tàn quay không à. Rất là nhiều clip, hơn 10 phút. Xong bây giờ tổng cộng đã mới hết có một cục à. Xong rồi thêm một cục này nữa, còn 47%. Có kiểu chơi Sony ha, mà chơi full frame á. Nói chung là khắp phép biết được, mà xài pin FX100 á, mình có thể quay quốc đề ra nha. Mang nó đi quay hết vlog Đà Lạt 3-4 ngày luôn, làm ra 3 clip 1 tiếng luôn, mà chắc chỉ cần 2 cục pin là cùng mà. Có khi 1 cục cũng đủ luôn á, cho qua thấy sợ mà. Đó, biết các bạn thấy được xương phủ dần ở những cái mái nhà không? Nên là cũng sớm thôi, là những cái làn xương nó cũng lan tới chỗ mình đang đứng á. Lúc đó thì vlog nhìn sẽ... Công nhận là không biết trong năm nay mình đi lại bao nhiêu lần rồi ha. Tại chắc là hết keep track. Vlog không biết không dây. Lên liền. Phòng chiếu vậy? Trời, đây đúng kiểu là kiểu cái... Đúng rồi. Này đúng kiểu là không cần gì hơn. Đây là một cái view mà các bạn có thể chia tiền tỷ ra luôn mới có được á. Trời,
chỗ ếm âm nè, chỗ nằm rất là ấm êm nè, máy tính nè, mạnh nè, gaming nè, đàn nè, mic bo nè, wow, chơi nhạc nè, không gian bên ngoài để ngồi view như thế này, oh my god, đã thiệt sự. À, anh đang quay bằng GoPro time lapse hả? Rồi xin phép cái anh lên vlog cho ông sao đúng không? Ok ok. Để gắn mặt con mèo lên hình anh thôi. Trời ơi. Không mong gì hơn. Tính là mốt là quay vlog nhậu một mình ở đây. Hợp lý. Lại là một vlog để flex. Mình đang sẵn ISO cao. Oh sorry, mình đang đã ISO là 16.000 luôn á. Kết hợp với cái ánh đèn rồi. Sắp bất
tự nhiên của quán. Thật ra là không có đèn đâu nha, đèn yếu lắm. Các bạn thấy như vậy là trong camera đã sáng hơn bên ngoài rồi. Và mình đang quay với ISO 16.000, không phải 12.800 mà là tận 16.000 luôn á. Thật ra để flex mỗi cái ISO không thì đúng là vô nghĩa và thừa thải thiệt chứ. Nhưng mà các bạn biết sao không, mình khoái đánh vào mấy cái mà người ta hay lo sợ và kiểu cứ kiểu mà tự giới hạn bản thân mình bởi những kỹ thuật cũ á. Thế vậy bây giờ ISO handling đã cao lắm rồi, trong những tình huống bắt buộc á cứ đẩy ISO đi, còn lại là cái kiểu mà không thử thì sao biết được khả năng con máy có thể tới mức nào, đúng không? 2024 mà sợ ISO nữa thì thôi, cất máy đi, làm dịch vụ làm gì, đúng không? Ủa mà chụp chơi thì quan trọng như ISO đúng không? Để ISO cao trong những trường hợp thế này đi, thiếu sáng mà. Thiếu sáng đó thì một á là kiếm đèn. Còn mà kiểu sợ kiếm đèn không có đèn xài được á, tăng ISO. Giờ là quay vlog ở ISO 32.000 rồi, tại vì thật sự lâu lai lắm các bạn. Nếu mà sáng đẹp á thì phải thật ra chả có chả được hết, nhưng sáng bên kia được kìa. Ok, ánh sáng này đỡ hơn để mình có thể giảm ISO một tí rồi. Giảm xuống cỡ 6.32. Đó, chỗ này chắc để quay vlog tiện hơn rồi đó. Không có gì để lót nâng nó lên hết. Buông ra nó sẽ bị sập xuống một tí. Thôi chút khó đi nè. Ta sẽ quay vlog ở trong bếp. Nước này thấy có gì đó kê mấy lần tí là đẹp rồi. Biết quá. Thường quay vlog mà để ngang tầm mắt nó mới hợp, đúng không? Ở trong bếp không có gì hết. Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm. Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình 2 năm. Và có lẽ tháng năm chính là món quà nhưng chẳng ai cầm. Giờ chỉ còn lại mảnh xanh ký ức. Anh mong em sẽ cố quên đi ký ức ngày mưa phùn, nơi không thể mang đến những điều em còn chưa từng. I walk is on my mind, đến giờ vẫn còn chưa dừng. Khi mặt cả hai sưng, no, oh yeah. Về đây là vẻ mặt buổi sáng. Rồi giờ cũng sáng nữa, giờ chắc cũng gần trưa luôn rồi. Cho tới giờ giải phòng mới ngon. Hôm qua đi cái Đà Lạt Cao Bar uống quá trời. Sáng ra ngủ đã ghê. Để coi hôm nay sẽ quay vlog thêm cái gì để chen vào nội dung dài dài của tập 2 nhỉ. À,
chúng ta lại gặp nhau ở một vlog khác nữa ha. Cái câu mở đầu nghe riết cũng thấy cringe quá, chắc phải đổi câu khác quá. Rộng ra một tí đi. Đó. Style vlog vừa đi vừa nói chuyện nhức mắt luôn. Bạn thích những cái kiểu mà nó cố định một chỗ yên tĩnh hơn. Chúng ta đi hâm dạng mèo như hôm bữa nữa nè. À, suýt nữa thì cạp được rồi. Như mèo kêu quá ha. Thôi đi. Nếu mấy bạn nào mà còn nhớ coi từng clip trước quay của mình á thì sẽ thấy chỗ này rất là quen ha. Đây chính là Twin Bean Farm. Cục góc này mình quay vlog luôn nè. Nghĩa là có ai còn nhớ không? Hôm nay mình tới farm vào một cái ngày mà mưa to cực kỳ luôn. Bạn nghe bên ngoài nè, cái mưa rất là to. Xong rồi vô đây đúng kiểu treo đèo lội suối mới tới được trong này nha. Ở đây thì cách trung tâm Bà Lạc tới những một tiếng, không tới 1 tiếng đâu, 40 phút chạy xe rồi, hướng về phía Nha Trang á. Cho nên là thực sự là rất xứng đáng mới khiến mình quay lại tới lần thứ 3, thứ 4 như thế này á. Là trên này xong cái bạn mình tới chơi, cái mình đi ra đi chơi. À. Tất cả những chỗ hơi chậm đến cái lại chọn chỗ này. Hơi hụt ha, đang tính để tay mà nó hơi thấp hơn so với mình thấy ha. Mưa cũng dễ chịu quá, không đến nỗi nào. Tiện đây mình sẽ kể các bạn nghe câu chuyện về Cinefy Lab ha. Một cái chuyện khá là thú vị. Mình nghĩ là mình sẽ dành một clip riêng để nói lại nội dung đó, kể đầy đủ chi tiết và hình ảnh hơn. Nhưng mà tiện thể thì trong cái clip này, clip dài đây mình cũng chia sẻ một tí các bạn biết chuyện gì đã xảy ra. Nói chuyện cũng không có gì đáng kể hết. Nhưng mà nó là trải nghiệm lần đầu các bạn. Trải nghiệm lần nào gặp rơi vào tình huống đó. Giống như kiểu mà mọi thứ hoàn hảo rồi nhưng vẫn có một cái fail khi chụp phim. Lúc mà mình chán hôm đó Cinefy. Đầu đuôi là thế này nè. Là cái đợt Đà Lạt lần trước mình đi á, là mình chụp bằng con máy Minolta Low X70 á. Và cái ngày hôm đó là ngày cuối mình cũng chuẩn bị từ Đà Lạt về Sài Gòn. Cái vừa rửa được cuộn phim hôm qua, chán ở Cinefy đẹp quá, cái quyết định là hay là tranh thủ chụp thêm một cuộn nữa vào cái ngày cuối cùng này để buổi tối lên xe cái có phim coi. Coi phim chán xong của lab á thì kiểu mình ra mua một cuộn phim của Cinefy, thì kiểu một cuộn phim mà kiểu chụp xả phim mẹ nên đâu cần phải là phim xịn như đâu, cái kiểu mua rẻ thôi. Thì mình chọn cuộn Vision.
Kodak Vision 3 500T hay là 250D vậy đó. Thôi bây giờ những con mà Vision 3 bây giờ là outdated hết rồi nha. Tính là outdated chắc cũng 1-2 năm rồi. Chờ đợi cái lô Vision 4 này mày ra. Vision 3 không nhớ rõ là 250D hay là 500T nữa. Nói chung là một cuộn phim cine. Mình mua combo. Nếu mà mua lẻ thì chắc là 100 mấy à. Mà mua gói combo là phim cộng chán luôn. Phim cũng là do Cinefy chiết ra. Mua combo phim cộng chán như vậy á, thì mình sẽ tiết kiệm được vài chục ngàn hay sao á. Thì cuộn đó hình như là 235 ngàn hay 245 ngàn gì đó. Xong chốt. Hốt cuộn đó mua, chụp xong cả buổi chiều nó chụp kiểu cấp tốc luôn. Xong cái trước khi về Sài Gòn á, thì đưa cuộn phim ra lab để họ chán và xử lý ha. Mình bỏ thêm 15 ngàn để được scan high res á. Nếu các bạn mà có hay chán ở Cinefy á thì nên bỏ tiền ra để chán high res nha. Đẹp hơn rất là nhiều luôn, rất là đáng tiền. 15 ngàn không có bao nhiêu đó. Và đổi lại hình phim các bạn sẽ rất là được kiểu wow. Màu sắc mọi thứ đều hoàn hảo, đều rất là đẹp, rất là nét ha. Thì tới cái hôm mà buổi tối, thường thường mình ở Cinefy mà chán thường rất là nhanh nha. Thường ví dụ mình gửi tầm cỡ 6-7 giờ chiều á, thì có khi 9-10 giờ là mình có ảnh phim rồi, có email rồi. Thì tự nhiên cái mình đang ngồi ở chuẩn bị lên xe á, tại mình đặt chuyến tối, chuyến 10 giờ 11 giờ vậy đó, mình không nhớ nữa. Đang ngồi như vậy xong cái tự nhiên cái có số điện thoại lạ gọi cho mình. Mà mình hay kiểu không có thường bắt máy số điện thoại lạ đó. Xong cái mình đi check cái số điện thoại đó thì mới biết là số điện thoại đó là của Cinefy Lab gửi gọi cho mình. Là thấy có chuyện không ổn mà, chuyện bất bình thường rồi đó. Kiểu khả năng 100% là phim có vấn đề rồi, có chuyện gì với cuộn phim của mình rồi mới có lab đích thân gọi điện như vậy. Mà các bạn biết sao, đó giờ thường thường mấy cái lỗi gì mà nặng như là tuột sáng, tuột phim hở sáng hay là những cái lỗi gì hư phim hay là chỉ chụp được vài tấm á là sẽ biết được khi mà gửi mail cho mình. Rồi kiểu như là tới lúc đó mình mới biết ha, cho dù lỗi nặng lỗi nhẹ gì tới lúc đó mới biết. Nhưng mà tự nhiên bây giờ lab trực tiếp gọi cho mình luôn là thấy chuyện chẳng lành rồi ha, hơi đáng sợ rồi đó. Xong cái mình gọi lại hay bắt máy gì đó mình quên mất rồi. Xong cái Cinefy verify một số thông tin của mình, hỏi là anh có phải gửi cuộn phim như vậy không. Nói là ảnh đầu tiên là lab xin lỗi, tại vì lúc mà quá trình mà chán phim xong rồi chuyển qua scan vô máy gì đó, đưa vô máy để chạy á, thì nó vô tình làm đứt hai cái frame phim cuối cùng. Đứt hai cái frame này kiểu như là nó bị nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề có thể xảy ra lắm, có thể là vấn đề ở chiếc, cũng có thể là vấn đề do máy móc cái máy mà lôi phim ra scan từng tấm á. Thì bảo là bị đứt hai cái frame cuối rồi và hai phim nó kẹt bên trong máy luôn. Trời ơi, nghe hết hồn luôn ha, nghe cũng hơi bình thường. Nhưng mà cái điều mình quan trọng là rồi rốt cuộc là nó làm sao, là nó đi hết nguyên cuộn luôn hay là làm sao. Thì bắt đầu mới lát nói tiếp là vậy tình hình là bị mất hai phim cuối rồi. Lab rất là xin lỗi về trường hợp này. Vậy chắc chắn lỗi không phải do mình rồi, tại vì phim là của lab nè, chán cũng là lab đó chán luôn. Có thể chiếc có vấn đề trong chiếc khi quá trình xử lý nọ, bảo là lab nói luôn mà, lab nói là cái này là lỗi kỹ thuật, lỗi không mong muốn nha. Các bạn hơi rất là cứng rắn luôn nha, lỗi kỹ thuật. Cho nên là mình rất tiếc nha, là phải bị mất hai phim cuối rồi. Nhưng mà bù lại là tụi mình Cinefy xin phép được miễn phí lần chán tiếp theo cho cuộn phim kế tiếp của bạn. Cái mình cũng kiểu chịu thôi, nói chung mà may là ít ra là chỉ bị tập hai cái frame cuối thôi. Nhưng mà hai frame cuối thường là hai frame rất là đẹp các bạn, hai frame cuối thôi. Xong kiểu mình cũng hơi tiếc ha, tại vì hai tấm mình cuối chụp đẹp thiệt. Mà bù lại là mình vẫn còn cả cái cuộn trước đó vẫn ok và hình vẫn ngon lắm các bạn, đẹp lắm đó. Cho nên đợt này mình lên là mình cũng mua một cuộn phim để tí nữa mà có chán là cũng mang la Cinefy Lab lấy âm bản về rồi coi âm bản sao là nó bị gì, đứt hai frame cuối cùng trong cuộn. Thường mà đứt như vậy á nó có nhiều vấn đề lắm bạn, có thể keo mà cái keo dán vô cái cuộn phim á nó bị bung ra các bạn, bung ra xong rồi chồng lên nhau đè lên nhau á, khiến cho phim nó bị lỗi, bị đứt, bị rách, nhiều lý do lắm. Nhưng mà chuyện xui rủi đâu ai muốn rồi đúng không. Cho nên là thành ra là nếu mà chụp những cái gì mà mình muốn an toàn mà chắc chắn thì mình luôn luôn ưu tiên xài phim in day, phim hãng hơn là phim cine, phim chiếc như thế. Thực ra thì mình chụp chắc là phải cả 100 cuộn cine rồi đó, và là đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này, mình chia sẻ thêm vậy thôi.
đáng bù là mất hai frame cuối. Nhưng mà tin vui á thì những tấm hình kia vẫn còn và mình free một lần chán phim miễn phí. Như vậy đó, một lần chán cũng bốn mấy năm mấy ngàn là đâu ít đâu đúng không? Chia sẻ những chuyện cho bạn biết vậy đó. Nhưng mà nó có một cái loophole thế này các bạn. Có nghĩa là nếu bây giờ như là cái lần chán kế tiếp á mà mình mua một cuộn phim cine kèm combo chán, và cái tiền chán này được trả trong tiền cuộn phim đó luôn rồi, xong rồi cái mình mua cuộn phim đó, cái mình lại dư một lần chán tiếp, cái lần tới mình lại mua cuộn cine nữa, nên là tạo ra cái loophole luôn. Shit. Mấy bạn có biết là những cái túi cà phê á lúc nào cũng có một cái lỗ thoát khí như thế này nè, tại vì sau khi mà rang xay xong hết rồi á, nó vẫn còn trong cái vách thì nó thoát khí ra các bạn. Anh ta phải rang xay hoặc là từ khi thu hoạch xong vậy. Nó vẫn còn thoát những khí CO2 nó ra nữa, không được để nó ém khí được đâu. Thì cái này, cái lỗ này là lỗ hơi một chiều, nó để hơi từ bên trong ra ngoài, không để nó vô lại. Một chiều quá, nên là nhiều khi bạn muốn gửi một cà phê á, đi cà kê một cái gần cái ống này á, bóp nhẹ là nghe được cái mùi luôn rồi, mùi cà phê mà thơm cực kỳ luôn. Ở đây chúng ta có một cái cà phê của Twinning Farm nha, với tỷ lệ là 9 Robusta và 1 Arica, giá 90.000 cho bao nhiêu gram nhỉ? Độ rang mức là medium dark, xuất xứ là ở Lạc Dương, Lâm Hà, Lâm Đồng. Ở Lạc Dương độ cao là 1450m, Lâm Hà là 1100m. Lâm Hà là quê của Khang á, Lâm Đồng. Độ xay này là xay dành cho phim, tại vì tùy theo kiểu uống của bạn á thì cái độ xay mình sẽ khác nhau. Ví dụ mà bạn mà uống cold brew á thì bạn phải dặn người ta là mua cái loại cà phê chuyên để xay cold brew. Xay ra cold brew nó sẽ xay to hơn một tí á. Chứ mà xay mịn như phim mà làm cold brew á, nó dễ bị cái sát của cà phê đi vô lắm, tại mình lắm. Còn nếu mà chắc chắn thì muốn chơi thì mua hẳn nguyên hạt về xong rồi tự xoay theo kích cỡ núi. Tấm gói nhìn đẹp quá ha, cà phê của Twinning Farm, tí nữa mình sẽ mua một gói về. Mà chắc là mua cái tỷ lệ 73 á, mình thích là kiểu 7 Robusta 1 Arica hơn là 9 Ro 1 Arica. Kể bạn nghe một chuyện siêu tình cờ luôn, là hôm qua lúc mà mình ở homestay ở một bổ mèo á, thì cũng có hai bạn nữ ở homestay đó, các bạn xác xuất nhận clip của mình á. Thì kể ra mới biết là cái bạn nữ đó là một bạn lên Đà Lạt chơi, xong một bạn thì ở đây tình cờ luôn, là vì có Twinning Farm này luôn. Xong cái nãy vô đây, tại vì Twinning Farm nó cách xa trung tâm Đà Lạt tới 40 phút chạy xe lận, mà đường đi vô cũng phải kiểu chạy đèo lội suối á. Vô được tới đây xong đứng kiểu ủa tại sao lại kiểu như mà quen, xong mới nhận ra là hôm qua đã gặp ở homestay một rổ mèo rồi, xong cái hôm nay là trả phòng rồi ha, đi vô tận đây thì mới biết là đây là chỗ bạn nó làm, nên gặp lại bạn nó luôn. Oh my god, trái đất này tròn ha, small world. Nãy lúc mà kiểu gọi món nước thì cũng kiểu ngờ ngờ rồi, nhìn quen lắm mà không nhớ là ở đâu. Xong rồi bạn hỏi là ủa hôm qua có phải là bạn ở bên homestay một rổ mèo không? Chính xác luôn, trái đất tròn. Thú thật nha, mình không phải là travel vlogger hay là vlogger chuyên nói chuyện ha. Đó giờ mình vẫn quen ở sau camera hơn. Cái việc mà bước ra đứng trước camera làm những nội dung vlog này á là kiểu biến dị lắm rồi đó. À, lạ lắm rồi đó. Dịch lại một chút xíu. Nhưng mà mình đó giờ làm gì cũng có khi mình thử một chút xíu, bước ra khỏi vùng an toàn coi có gì thú vị không, có hợp với mình hay không á. Đó, và đó là lý do chúng ta có những cái clip vlog như thế này. Mà thành ra là chủ đề của mình nó không có kiểu có kịch bản gì từ trước hết, không phải dân chuyên mà, nên bấm nút quay rồi muốn nói gì nói là nó thật rồi như vậy đó bạn. Thành ra là ai cảm thấy hợp thì mới xem, chứ bình thường mà đâu hay thích những nội dung như thế này. Sau khi hết mưa thì sẽ thấy được cái thảm xanh như vậy luôn, cực kỳ xanh nha, xanh mướt luôn. Ở ngoài nhìn còn xanh hơn trong camera nữa. Các bạn nghe được phía đó không?
ở phía đó sẽ nghe được tiếng suối rất là rõ. Xong nghe tiếng chim, nghe đúng kiểu thiên nhiên luôn. Kiểu người ta hay kêu là đi Đà Lạt mất chất đúng không? Là do mình chọn đích đến của mình thôi. Đừng có nói như vậy. Sắp tới cũng là ngày bão xô nữa rồi. Vừa mới thấy nhắn tin gửi lịch rồi. Thông tin cái kiểu rồi. Ngày 22 tháng này là bão xô nè. Xong ngày 28, 29 của tháng 9 là bão xô. Giờ đang thiếu thở luôn rồi. Tuyệt vời. Thú thật nha, mình không có kỳ thị về hãng máy ảnh nào hết á. Với lại là từ góc độ của mình á, mình nhìn thấy con máy nào nó giờ nó kiểu bão hòa các bạn. Giống nhau, xem nhau hết rồi. Nên cứ có tầm tiền đó, cứ lựa con best nhất của tầm tiền. Xong rồi bạn thích hãng nào thì chơi hãng đó. Cho dù đó là Nikon, Canon hay Sony, Fujifilm cũng được nữa. Fujifilm thì mua mới bây giờ không có nhiều sự lựa chọn đâu. Nhưng mà ngó qua Canon với lại Sony Fuji kìa, dòng nào cũng có hết. Và cái sai lầm lớn nhất của những bạn mới chơi á, là cứ bị cuốn theo cái cuộc đua giữa crop và full frame. Mình nghĩ nha, cái chuyện mà phân biệt giữa crop full frame á, nó là cái ranh giới ảo được tạo ra bởi hãng, khiến cho chúng ta liên tục phải tốn thêm tiền á. Và nó đụng trúng vào cái tôi của mỗi người á. Cái kiểu mà anh em thích hơn thua á, thì họ sẽ rất là quan trọng chuyện crop với full frame. Mấy cái mà kêu là full frame chụp sẽ sáng hơn crop á, cái đó xạo thôi. Không có cái chuyện mà xài crop thì xài full frame thì sáng hơn crop đâu. Hồi xưa đúng là kiểu góc độ của mình khi mà sử dụng những con máy mà rẻ tiền á, xong cái mình nghĩ là full frame là một cái gì đó phạm trù thần thánh cao siêu lắm, như tất cả chỉ là chiêu trò marketing của hãng cố tình thiết kế như vậy đó. Có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng làm những con crop siêu ngon luôn, xong bạn mua con crop, xong mà trình bạn như cờ á, cái bạn chụp như cờ luôn, xong cái bạn nghĩ rằng hình như là không phải do trình của mình đâu ha, mà do mình xài thiết bị chưa đủ tốt, cái là mình phải nâng cấp lên thiết bị. Và nâng cấp thiết bị lên cứ phải tốn thêm tiền cho những lens full frame. Cũng giống như là kiểu mà bạn xài mới đầu không biết lựa chọn máy gì á, thì những người mà bị ám ảnh với thiết bị á, vô cứ khuyên bạn mua những con full frame đi. Full frame của 10 năm trước xịn hơn cả crop của mới ra năm ngoái. Đó, những con người mà bị chạy theo hơn thua thiết bị á, trời ơi, thiệt sự là mù quáng đến mức mà kỹ thành một con máy 10-20 năm trước mà có thể sánh được về công nghệ với mấy cái con máy mà ra cách đây 1-2 năm hả, không có cửa đâu. Chỉ vì cái diện tích cảm biến lớn hơn, nhỏ hơn mà suy ra đủ thứ cái kiểu mà tâm linh hết nha. Nào là sát phong nhiều hơn, nào là sáng hơn ha. Nó thật sự rất là ngu ngốc khi mà 24 người còn nghĩ chuyện đó nữa. Tỉnh giấc đi. Nhưng mà cái đó là hay các bạn, hãng sẽ không bao giờ quyết định thay đổi chuyện đó đâu. Tại vì nó sẽ đụng trúng vào cái sự thích hơn thua của con người á. Bạn bước qua lĩnh vực nào á, bạn cũng thấy có sự hơn thua ranh giới phân biệt như vậy. Giống như kiểu bạn mà chơi xe đi ha, thì bạn thấy có sự phân biệt giữa phân khối nhỏ và phân khối lớn. Họ có nghĩ rằng phân khối lớn là thần thánh, là cao siêu, là tuyệt đối. 400 phân khối á, thì không nhìn 150 phân khối ra gì hết. 800cc không nhìn 400cc ra gì hết. Và mấy chiếc 1000, 1600 không nhìn mấy chiếc 400-500cc ra gì hết. Kiểu như vậy bạn, có nghĩa là khi người ta sở hữu những con thiết bị rồi, kể cả xe cộ, họ luôn muốn kiểu chạy lên cao, nâng cấp mình hơn người ta nhất có thể. Xe cộ, xe hơi cũng vậy luôn mày. Nào là xe trên tỷ và xe dưới tỷ nè, xe hạng C, hạng B nè, luôn luôn tạo sự hơn thua cho người tiêu dùng để họ cứ chạy theo thiết bị rồi nâng cấp. Thật sự á,
Nếu bây giờ bạn nói là bạn cầm crop rồi bạn chụp full frame á, là do trình của bạn như cờ cờ chứ không phải là do thiết bị. Một sự thật đáng buồn như vậy. Nhưng mà các bạn còn cứ bị cuốn theo những cái dòng thiết bị như vậy á, thì bạn sẽ còn tốn tiền nhiều. Tập trung vào ngôn ngữ hình ảnh kìa, tập trung vào cái tư duy bố cục hình ảnh á. Lúc đó mà khi mà cái mà các bạn đã trưởng thành rồi á, thì bạn sẽ nhận ra là con máy này trong tay bạn cũng sẽ ngon thôi. Vậy á. Ở dưới kia là Phong. Khách cà phê vui lòng không chạy xe xuống dốc à, thì thật sự cái dốc này á, thì thật sự không ai muốn chạy xuống đâu các bạn. Có cho tiền cũng không dám đâu. Và tiếp theo sẽ là chuyên mục review xe mặc dù không ai hỏi. Tóm gọn lại của cái con BG1 này á, thì mình nói nó là dốc yếu á, là cũng không hẳn nha. Mình lúc mà mình không có đà á, hoặc là chưa quen á, thì đúng là nó hơi ấy thiệt. Xong coi như lúc mà có đà mình chở hai hay là chở nặng gì đó, số 1, số 2 vẫn là dốc ngon lành luôn. Nói chung là chạy phải biết chút xíu. Có nghĩa là cái chuyện mà lên dốc thì nó lên nổi hết á. Chỉ có vấn đề là cái tốc độ tối đa của nó thì chạy lên quanh 60-50 quay đầu thôi. Trên 60 cho nên là nó rung bần bật và nó gồng dữ lắm. Thành ra là một con xe cũng ok á. Cho nên sắp tới về Sài Gòn mình sẽ cân nhắc là một con chơi ha. Nếu các bạn chưa biết thì cái con Sport của mình bán rồi đó nha. Giờ nhắm tới là con này chơi. Một điểm cộng khá hay á là cái lớp zin của con này á đi địa hình off-road rất là tốt ha. Hồi nãy là mình đi xa trung tâm Đà Lạt á và mưa nguyên một ngày cả ngày hôm nay luôn, như là đường chèo đồi lội suối rồi dốc cái kiểu luôn á, mà nó vẫn tin tưởng lắm nha, chưa một lần bị trượt luôn. Cho nên ngon nè. Bánh căm hết trước sau bánh căm, hắn đĩa và sau rồi hắn đùm, có sẵn đèn hazard luôn. Có cả nút on off ngắt động cơ luôn ha. Có hazard ngắt động cơ y chang như mấy xe mô tô luôn á. Khá là vui trong một con xe 30 mấy triệu thì phải. Ổn á. Kiểu để đi phố hoặc là chạy hiền hoặc là chạy up road, chạy tốc thấp á thì ok. Còn mà để cruising đường trường đường dài á thì chắc là mình không recommend con này đâu ha. Cũng sắp hết hành trình Đà Lạt rồi. Thank you.